Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lô một phôi sam ngọc nha. Hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Cái này hoành anh chị cô chú so lại thấu keo giúp em nha. Cái này cao khoảng 20 nha, từ mặt đầu lên lũ đỉnh 20. Đi chút sóng bên đây nha. Có bôi bôi keo hai chi sóng đây nha. Bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Thân rễ lớn nó cũng có lũ thiết em thân nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.